Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em Số điện thoại của Điền là 0347471112 Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh anh em nào gần thì chạy qua nhà điện lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ ăn, anh em Hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2020 Thì Điền làm clip để uh, chia sẻ đến anh em về cái tình hình thuốc nuôi anh em Thì uh, hàng quá cuối năm này nó về rất là chậm anh em đặc biệt là những cái món hàng Mỹ hàng nước lại về chậm lắm thì anh em xem video thì nhớ cho điền một like nha anh em còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật những video mới về tình hình thuốc mới giá cả thuốc theo ngày tháng nha anh em thì anh em thấy ginseng nè được anh em xài rất là nhiều gà gà tơ lên anh em nuôi rất là nhiều Hàng nó đang bị về rất là chậm nha anh em Nó chậm thôi chứ nó không có bị đứt hàng Còn B12 đang đứt hàng nha anh em Mới sách tay về chia lại của người ta sách tay về được hai chai là Chiếc ra được 18 chai nhỏ cho anh em xài nè Bữa nay là ngày 9 tháng 11 năm 2022 nha anh em Giá nó cực kỳ cao Anh em nào thiệt sự cần thiết thì lấy một hoặc hai chai trở lại thôi Xài đỡ Chứ cái này cũng không còn nhiều để cho anh em ấy Mà giá nó cao gắt lắm Điền chia đã cao rồi Nên phải chia lại cho anh em giá cao cho anh em xài đỡ Chứ bây giờ không có là Nhiều anh em không có chơi được Anh em nào thật sự cần thiết hả hả lấy anh em Còn anh em nào xài được thì xài với B15-12 cho gà tơ dùm điền đi Đó Anh em nếu mà nuôi nhu cầu kết hợp với B12 Thì xài chung với B15-12 này cho gà tơ Thì chừng nào nuôi như vậy luôn tới chế độ uh, ga chặn luôn anh em. Thì hiện nay cũng uh, rất là nhiều anh em không có thích xài chích thì xài viên thì xài cái cặp này cũng là ok lắm. B12, 15 thì thành phần nó hàm lượng nó cũng cao cũng gần tương đương 8, 10 với độ chích, cho nên cũng được anh em ưa chuộng dữ lắm. Xài nó vừa, nó mạnh hơn mega, mega thì chủ yếu xài cho gà tơ với gà nọc, gà mái nọc đồ thì được nhưng mà nuôi chế độ uh, ra trận thì nó không có gắt bằng những B15-12 nha anh em Thì ginseng này là một cái dạng thuốc nuôi nhỏ miệng Nuôi được gà tơ, gà lõng lẻn cự yếu Gà từng cuối Trước khi ra trận là nuôi con gà nó cực kỳ phần nha anh em Bo lớn và rất là bền Nó lâu mệt hơn những con gà bình thường Anh em không xài thuốc hoặc xài so với những loại thuốc khác là nó con gà anh em nó lâu mệt hơn dữ lắm Mà mệt nó cũng phục hồi lẹ hơn nữa Anh em ra trận về anh em gà bị tan Ăn uống kém hoặc là Anh em ngưng không cho ăn sợ bị ké đâu đó Đi không tiêu đâu đó Thì anh em sử dụng thằng uh, Ginseng này để nhỏ vô Giúp tăng cường cái dinh dưỡng và cái năng lượng Cho con gà nó mau phục hồi Chứ lại nó ăn uống tốt Anh em nên về anh em nên, Những con gà bị tan về anh em Nên hạn chế cho ăn anh em cho ăn nhiều quá anh em thấy con gà nó tỉnh quá cho ăn nhiều quá nó cũng bị không tiêu nữa đó Thì gin này hàng nó đang về chậm thôi chứ nó không có bị đứt nhưng mà chậm hiện nay hàng ở đây còn ít còn khoảng chừng 300 à mà còn những anh em lấy về bán lại chưa có giao được nữa mới chia cho mỗi người trăm trăm bán đỡ Điện đây giờ cũng không còn nhiều hàng để bán lẻ nữa Còn B12 thì đứt thiệt rồi nghe anh em Cái này là chia giá cao về cho anh em xài Lỡ anh em nào có thật sự cần thiết thì xài Lên clip này để vừa chia sẻ cho anh em cái cách xài nuôi gà tơ Thằng Ginseng với B15, 12 là bây giờ nuôi gà tơ là cũng hay lắm Hoặc là nếu anh em muốn xài viên không thì xài Galumin với B15, 12 Đó còn anh em nào muốn tăng cơ mạnh thì xài amino Thì lúc gà gà ta anh em vô nhiều Thì có những dòng thuốc nuôi đó Với lại đó, Đây là cái sổ lãi với tấm gà anh em thường xài Nhiều nhất trong cái giai đoạn lúc này nè Còn ngoài ra còn có những phụ kiện như bịch cửa sổ gà rồi đó với đá thì anh em cũng xài lai like gai đó đó là những cái sản phẩm phổ biến lúc gà anh em xài nhiều đó. Gọi anh em nào có mua hàng thì alo trực tiếp cái số Anh em nào có lấy hàng thì alo trực tiếp cái số điện thoại của Điền 0347471112 Cái số này Điền giao dịch với anh em duy nhất hồi đó giờ trên tất cả nền tảng mạng xã hội luôn anh em